Chào các anh em đang xem kênh Miền Tây Solar ha. Hôm nay là trưa ngày thứ tư, ngày 12 tháng 10 2022. Tiếp tục giao hàng, gửi hàng, gói hàng cho anh em nhé. Trước mắt anh em là hai cái JD 200W. Thì nói chung là JD 200W thì không đúng, JD 200 anh em. Thì nói chung là JD 200 nêu này á, nói chung là có nhiều loại lắm, cho nên anh em mua một cái đèn nào đó anh em nhớ nói cái giá nha. Ví dụ như tôi muốn mua đèn 1,6 triệu đó, JD 200 new ha. Chứ anh em nói cứ JD 200 mà lẫn lộn giữa các cái đèn với nhau, nhiều khi mình gửi lộn cho anh em thì cũng không tốt. Đó thì anh em mua nhớ nhắc cái giá của nó nha mọi người. JD 200 new này với giá là 1,6 triệu một bộ. Phí vận chuyển thì vài chục ngàn bộ à, 60 ngàn bộ, 50 ngàn bộ thôi. Còn hai cái vậy thì phí vận chuyển 100 trở lại thôi. Thì mấy cái này mình gửi cho anh Vượt ha. Anh Vượt ở cái điện thoại đâu rồi? Anh Vượt ở tại 78 Cao Thắng, phường 7, thành phố Đà Lạt anh em. Thì anh Vượt là khách cũ, trước đây ảnh mua OFO, rồi ảnh mua mấy loại nữa. Nói chung là ảnh mua cũng mấy lần rồi. Lần này ảnh quay lại ảnh ủng hộ hai cái đèn lớn này nha anh em. JD 200 1,6 triệu mới về ha. Hai bộ là 3,2 triệu cộng phí vận chuyển 100 ngàn trở lại thôi. Phí vận chuyển rất là tốt nha anh em. Cho nên mọi người mua hàng trong thời điểm này thì cứ an tâm. Thì tại sao lại có cái mẫu JD 200 này mọi người? 200 new rồi nè, 1,6 triệu rồi nè. Mình đã lăn lộn hết mấy tuần lễ mình nghiên cứu. L200 thì hiển nhiên là ngon quá rồi, 1,970 triệu, bỏ cái ống là 1,9 triệu anh em. Thì cái đó thì quá ngon rồi. Nhưng mà bây giờ chúng ta kiếm cái hàng ngon nữa nhưng mà rẻ ha. Mục tiêu của mình là ngon mà rẻ ha. Cho nên mình lăn lộn mình phát hiện ra cái này. Cái này thì quả thiệt là ngon mà cũng quả thiệt là rẻ luôn nha. Giá bán có 1,6 triệu à. Rẻ hơn cái kia tới 370 ngàn. Đầy đủ phụ kiện nha. Nó gồm có ống trúm nè, ống trúm đầy đủ nè, ray này đầy đủ nè. Ông trúm đây nè, remote, bịch ốc, dít đầu, nói chung là đầy đủ hết ha. Giá của nó thì hiện tại đang rất là đẹp luôn, chỉ có 1,6 triệu thôi. Cấu hình là như sau nha anh em. Cái tấm pin đó là 45W nha. Tấm pin 45W, chiều ngang đó là 4,5 tấc. Chiều dài, này cái thước này, chiều dài là 6,7 tấc nha. 4,5 tấc nhân 6,7 tấc, tấm pin 45W nha anh em. Đó thì tấm pin 45W thì nó nhỏ hơn L200 một tí. L200 là tấm pin 60W. Cái này 45 đấy. Rồi cái đèn thì chiều dài là 6,35 tấc ha, 6,35 tấc. Chiều ngang cái chỗ rộng nhất là 2,85 tấc nha. Đó, cái đèn này làm bằng chất nhựa hợp kim nhôm. Nhưng mà hợp kim nhôm này là một cái loại nhôm rất là nhẹ. Nhôm thì cũng có nhiều loại nhôm em. Nhôm mà nó ngã về gan là nặng như đá. Còn nhôm mà theo cái kiểu mà nhôm cao cấp thì nó sẽ nhẹ. Cái đèn này khá nhẹ ha. Cầm một tay được nha em. Cầm một tay được. Còn cái L200 là chúng ta phải cầm hai tay. Đó thì quy cách đóng thùng này là một cái một thùng. Và nguyên cái thùng là nặng 8 ký mấy nha. 8 ký mấy, vậy là hai cái này là nặng 16 ký mấy đó. 16 ký mấy, phí vận chuyển chắc 100 ngàn á, 100 ngàn quá. 100 ngàn với hoặc là chắc 100 ngàn thôi. Đó thì ống trúm rail đầy đủ hết, không có thiếu gì hết. Mốt đầy đủ luôn, mốt rất nhiều ha. Đèn như thế. Đó thì chất liệu nhôm mình lật qua lật lại cho anh em thấy chất liệu nhôm của nó nè. Nhôm này được sơn tĩnh điện nha, bóng lưỡng luôn nha anh em. Bóng ngời nha. Đấy, thấy không? Nhôm mà bóng ngời luôn. Mặt trước mặt sau gì thì cũng màu đó thôi. Đó thì có 5 con led hiển thị sạc nè. 163 con SMD cao áp nha. 163 con Sanan cao áp. Thì mình như mình đã nói với anh em á là mình đem về lần này là mình test mẫu, cho nên mình đem về có mấy cái à. Ông anh mình hốt hai cái thì mình cũng còn ít lắm, cho nên anh em nào đam mê cứ liên hệ nha. Thì thời gian nữa thì mình sẽ lấy cái này về nhiều để bán. Tại vì về mình test mình cảm thấy nó ok rồi ha. Nó đạt yêu cầu. Đó, chất lượng phù hợp với tầm giá. Thậm chí chất lượng còn cao hơn tầm giá nữa. Cho nên là chúng ta sẽ bán nhiều cái này trong tương lai nha anh em. Đèn phi thuyền ha. JDL200 new giá 1,6 triệu một bộ. Phí vận chuyển khoảng từ 60 ngàn. Phí vận chuyển khoảng 60 ngàn một cái ha. Còn hai cái khoảng 100 ngàn. Đó anh em nhớ vậy giúp mình nha. Dù anh em mua bao nhiêu cái nữa mình vẫn bán cho anh em với giá là 1,6 triệu ha. Bao nhiêu cái cũng 1,6 triệu hết nha. Không có khuyến mãi giảm giá nha anh em. Tại vì giá tốt lắm rồi. Thùng bọng của nó đây, xuất xứ nguồn gốc, tem trên màu trắng nó có đầy đủ luôn nha. Đấy. Còn bây giờ thì mình sẽ test đèn. Kiểm tra đèn chứ cũng phải test đèn ha. Kiểm tra đèn. Đó, ray đồ đầy đủ hết, ống trúm đồ cũng sơn tĩnh điện luôn nha. Auto nè. Đây, đèn phát sáng ha. Auto thì nó cháy rồi cái anh tắt, bấm on thì nó cháy lại. Đấy, đó một đèn, đèn bên đây. Rồi đèn ở đây cũng như thế luôn ha. Nè. 163 con led SMD Sanan nha anh em.
con Sanan cao áp nha, chứ không phải là đèn cái con LED bình thường nha. Con cao áp này nó lợi hại ở cái là nó ăn rất là nhiều điện và nó sáng ha, nó dạng cao áp mà. Mỗi con cao áp được trang bị mỗi gương lồi để tản ánh sáng này nè, tản ánh sáng cho nên cái đèn này nó có một cái sự khuếch tán ánh sáng rất là rộng. Đấy. Rồi 1,6 triệu hàng chất lượng nè các bạn anh em ơi. Bảo hành 2 năm của Xinyang nha. Đấy, hai đèn đã hoạt động ok rồi. Bây giờ tiến hành gói thôi ha. Gói gửi cho anh Vượt ở thành phố Đà Lạt. Cảm ơn anh Vượt rất là nhiều. Lần này là lần mua hàng quay lại mua hàng lần thứ 3 thứ 4 gì của ảnh rồi. Nhưng mà đơn lần này thực sự lớn, đơn 3 triệu mấy. Lần trước thì đơn 1,5 triệu, 2 triệu mấy. Lần này tới 3 triệu mấy rồi ha. Rồi cảm ơn anh Vượt cũng như anh em đã quan tâm mua hàng bên kênh mình. Anh em đam mê cái 1,6 triệu này cứ liên hệ mình ha. JD là JD 200 neo. Giá 1,6 triệu một bộ. Anh em đam mê cứ liên hệ. Cái đèn này là đèn phi thuyền nha anh em, phi thuyền ha. Mình nghĩ trong tương lai thì anh em sẽ ủng hộ cái mặt hàng này rất là nhiều, lý do là cấu hình rất cao ha. Cấu hình cao mà đèn thì quá ok rồi. Bây giờ cấu hình ví dụ như tấm pin 45W này anh em ra thị trường mua 500 ngàn là bèo. 500 ngàn đi. Bộ pin lưu trữ hồi nãy mình thông báo là 42A phải không? Bộ pin 42A, 42 45 em. 42A này là 400 ngàn, 400 ngàn với thằng kia 500 ngàn là 900 ngàn nha. 900 ngàn với con led này, đặc biệt con led này rất là mắc tiền nha. Ở 160 mấy con led này là nằm cũng phải 300 ngàn nữa, là 1 triệu mấy rồi. 900 với 300 kia là 1 triệu, 1 triệu 2 ha. Rồi 1 triệu 2, ray ống nè, ống ray nè. Remote đồ, mạch sạc đồ là 150 nữa, là 1 triệu 3 50. Còn lại cái số tiền còn lại là anh em biết gì không? Cái khung nhôm này nè, cái khối nhôm này nè anh em, khối nhôm này và cái kính gương lồi nè, đó, chất liệu BK lồi nè anh em, thấy không? Đấy, nó mới ra 1,6 triệu đó. Chúng ta cộng đầu món lại, chúng ta cũng thấy là nó đúng rồi ha, quá hợp lý rồi, còn đường nào nữa đâu? Đấy, bán ra 1,6 triệu là giá quá đẹp rồi anh em. Anh em đừng có lẫn lộn giữa L200 với cái này nha. Ở cái này có 1,6 triệu, còn cái kia 1,97 triệu nha mọi người ha. Cái kia bỏ cái ống lại thì cũng còn là 1,9 triệu, mắc hơn này 370 hoặc là 300 ngàn. Đấy. Rồi đam mê cứ liên hệ mình ha, 0766874311 nha. Xin chào mọi người, hẹn gặp mọi người những video lần sau ha.